Anh Nguyễn xin chào tất cả các bác anh em nhé. Bây giờ anh Nguyễn sẽ sử tiếng nhạc của bàn Mixer XA16 Pro. Thử mic anh nhé, mic khô nhá. Alo, 4567, alo, 1, 2, 4, 5, 6. Tăng tí gì vọt lên cho hay quá nhá. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5, 6. Echo nhé. 1, 2, 4, 5, 6. Gì vọt vào echo. 4, 5, 6. Nhạc nhé. Phải nói là rất tuyệt vời bác nhá. Anh Nguyễn xin chào tất cả các bác và anh em. Thì trong clip ngày nay, anh Nguyễn lên sóng giới thiệu đến bác về những bàn mixer đến từ hãng XA16 Pro. Thì đây là một cái bàn rất phù hợp cho anh em chơi sự kiện cũng như là chơi trong gia đình. Khi cần đến một cái bàn ấy, nó có nhiều line để kết nối được với nhiều cái nhạc cụ khác nhau, cũng như mức đầu tư hợp lý, độ bền cao. Thì cái bàn mixer XA16 Pro này thì bên em đã cung cấp tại thị trường Việt Nam đó nhá. Đến là 4 năm rồi, tức là em bán từ năm 2020. Và tất cả những bác đang và tiếp tục dùng cái bàn mixer này gần như rất là bền nhá, nó không có trục trặc, không có lỗi vặt trong quá trình sử dụng. Thì cái bàn này là bên em nhập về với nhá, là mới tinh, nguyên thùng nguyên hộp này. Đấy. Thì bên trong nó có một cái quyển tắp luôn. Tắp lô này là hướng dẫn tất cả các cái chế độ các bác thể dùng trên bàn mixer nhá. Thứ hai có một cáp nguồn. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu những cái tính năng mới của bàn thôi. Cũng như cách sử dụng thì em đã có video làm cụ thể rồi. Bác nào mà cần nghiên cứu sâu thì em sẽ gửi video nhá. Thì đây là bàn mixer. Nó phù hợp cho anh em làm đám cưới này, làm sự kiện này, phòng trà. Hoặc các bác thích chơi trong gia đình để chỉnh chuột theo ý của mình. Thì đây là một bàn mixer rất tuyệt vời nhá. Thì bàn mixer này thì nó có tất cả là 16 line nhá. Trong đó là có 8 line đơn. Đấy, và 4 line kép, 1 2 3 4. Thế do vậy, anh em thao hồ kết nối với các cái nhạc cụ như là đàn ca, sáo nhị, DJ, đúng là đường nhạc đó nhá. Thì đấy là những thằng nổi bật rồi. Và mỗi cái đường line này ấy, thì nó có một cái hàng dọc này. Đấy, để bác tinh chỉnh về âm sắc như tiếng chép này, tiếng trung này, tiếng bát này, cũng như nó có chế độ là gain, tức là tín hiệu này, tức là khuếch đại tín hiệu đầu vào cũng như com bác nhé, để tránh được mà vỡ tín hiệu khi vào cái bàn mixer to quá có chế độ com. Đấy, nút này bác nhé, màu trắng này là com, còn nút màu xanh lá cây này thì nhiệm vụ là chỉ âm sắc như là chép rồi là trung rồi là bát, và một nút là cắt cái giải trầm nữa nhá. Ngoài ra nó có đường như AUX1, AUX2 này, là màu xanh nước biển này, màu vàng nữa nhá, cái màu vàng này, màu cam này, màu cam là chỉnh eco dì vợt cho từng line một. Ví dụ cái FX1 này chỉnh dì vợt này, cái FX2 này chỉnh eco này, còn cái nút màu đỏ này là cân bằng hai với loa nữa nhá. Đấy, còn cái nút mà on off này là tắt tín hiệu ngay tức khắc, tức là các bác muốn mà không chỉnh nhưng mà tắt âm thanh có nhả ra thì nó sẽ mất tiếng nhá. Thế thì mỗi đường line này nó đều có những cái chức năng như vậy. Và ngoài ra có những cái trên app đó nhá, để to nhỏ nhạc này. Đấy, gọi folder đấy, folder to nhỏ nhạc này. Đó nhá. Ok. Đấy là những tính năng mà bên em thấy nó cực kỳ là hiện đại với nhiều cái line. Thứ hai nữa nhá. Thì con này ấy, nó có thể đọc được USB này. Ví dụ các bác mà làm được bài beat ấy, nhạc beat ấy, đúng không? Chúng ta cốp USB và cắm đây, có thể cho là hát cái beat theo ý mình. USB đọc USB nhá. Tiếp theo là con này bắt được cả Bluetooth. Ví dụ các bác mà làm sự kiện ấy, nhiều anh em người ta có cái điện thoại ấy, có những cái bài hát mà tủ người ta để trong điện thoại, muốn hát cái bài đấy thì có thể bật chế độ Bluetooth đây nhá. Đây. Rất là dễ thôi. Đấy, chúng ta chỉ cần ấn như này phát thôi nhá. Ấn này nó ra Bluetooth và kết hợp là kết nối luôn. Kết nối luôn thì cái line này bác nhá, nó sẽ đại diện cho cái chỉnh to nhỏ này. Đấy, chỉnh bát tép
bát lép cho cái đường vào tút. Thì riêng cái cổng này bác nhá, nhớ đọc ổ cứng bác cắm xuống, ấn xuống. Còn nai nhả ra, cái này thế này, M13 này, và cổng LR. Đấy thì kết nối một cách rất đơn giản thôi. Hay như tương đăng, mà con này đọc cả ổ cứng máy tính nhá. Bác có thể cắm một cái cáp USB vào đây. Đấy, và chúng ta cũng có thể là kết nối được cái ổ cứng máy tính luôn. Mà cái rắc nguồn nó rất là chuyên nghiệp này, nó có một cái sắt để khóa cái rắc nguồn này, đúng không? Rất chuyên nghiệp nhá, con này nó sẽ được nâng cấp rồi. Đấy, nâng cấp nhá. Tức là em bán từ năm 2000 cơ, 2020, nhưng đến giờ 2024 rồi thì nâng cấp, bản nâng cấp nhá. Đây là bản nâng cấp. Đấy thì về nhìn về tổng quan cái bàn này, bạn về tổng quan bàn này thì nó màu sắc rất đẹp đúng không? Nó rất đẹp luôn. Nó chắc chắn từ cái chất áp ra luôn. Nó không sộc sạch, vẫn rất chắc chắn nhá. Kể cả những cái folder này nó rất chắc chắn, nó không sộc sạch. Đấy. Và cái tính đặc biệt của bàn này em lưu nổi bật nhá. Thì cái bàn này ấy, là nó khác cái bàn ngày xưa. Bàn ngày xưa thì nó chỉ có eco đúng không? Nó không có gì vật. Nhưng mà bàn bây giờ bạn nó tích hợp cả eco và gì vật bạn nhá. Và nó sẽ cấp cho bác là hai cái folder riêng biệt. Một là có thể thích hát chuyên gì bảo thượng được bạn nhá. Hay là chuyên hát eco. Đấy, chuyên hát eco nhá. Thì các bác chỉ cần thao tác là đẩy lên hoặc kéo xuống thôi thì nó sẽ có eco gì vật. Ví dụ như em, ví dụ bác nhá. Về hát gì vật này. Đấy, em phải lưu bật những cái tính năng nổi bật của nó thôi. Chứ còn cái sử dụng thì em có clip hướng dẫn nhá. Ở micro ấy, đây micro này. Lô 456. Thì trên cái đường micro này bác có thể chỉnh tùy theo cái âm sắc của mình nhá. Âm sắc mình này. 1 2 micro đấy. Nó thích gì vật đấy thì bác chỉ cần tăng cái FX1 này này. Đây này. Nó lên luôn. Đấy. 4 5 6 7. Alo. Kéo sản xuống là hết. 4 5 6. Thế bây giờ bác không muốn chỉnh nữa nhá. Bác muốn giữ nguyên như là hay rồi đúng không? Giả sử cái tính gì vật nó hay lắm rồi. Bác không muốn chỉnh nữa thì bác cần nhả ra thì mất. Đấy. Mình muốn đóng lại ấn phát là xong. Thế nên mình không phải chỉnh nữa. Đôi khi bác kéo cái xuống thì kéo nó lệch một tí nó mất hay đúng không? Mình chỉnh chọn rồi lấy nguyên. Mình muốn tắt gì vật nhá. Tắt luôn. Đấy, được chưa? Và eco riêng biệt này. Epo. Đây là folder của eco này. FX2 nhá. 456. Đấy bác muốn nhiều. Eco nhạc nhiều thì ít thì bác kéo léo này. 456. Muốn cả eco gì vật thì bác du hai lên này. Nếu muốn chia tỷ lệ eco nhiều hay là gì vật nhiều thì bác tăng cái này nhiều ít. 456 này. Ok chưa? Rất tiện dụng nhá. Thì đấy là nó làm cho bác là hai cái folder tổng. FX1 là gì vật, FX2 là eco. Đấy. Và trong từng cái line nhá. Trong từng cái line này thì nó sẽ sinh cho bác là có hai cái app để chỉnh eco bác nhá, eco và gì vật. FX1 này. Thì bác cắm bằng cái line này nhá. Thì cái nút mà FX1 này là chỉnh gì vật, FX2 là eco. Cái điều kiện mới nhất để có eco gì vật để ra nhé thì bác chú ý em này. Đầu tiên là bác phải xét về line nhé. Bác cắm vào line nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là sửa bác nhé. Bác cắm vào cái line 8 này. Thì điều kiện đấy có eco gì vật thì bác phải mở nút FX1 và FX2 này lên. FX1 là đại diện cho đấy nhá, em sẽ zoom to này. Cho gì vật. FX2 là eco nhá. Thế tại sao nó phải sinh ra từng line một nhá? Từng line một mà nó phải có cái nút chỉnh gì vật eco. Ví dụ nó không sinh ra nhá thì bác chỉ phụ thuộc vào cái nút này thôi, đúng không? Đấy, phụ thuộc vào nút tổng này thì bác cắm vào bất kể line gì thì eco gì vật nó ra sẽ giống nhau hết, đúng không? Thế nhưng bây giờ cái nút tổng mình để nguyên như này nhá, để nguyên như này, đúng không? Mình không chỉnh nữa. Thế nhưng mà giờ mình muốn ít hay nhiều thì mình có thể mình tác động vào từng line ấy. Cái line mà bác cắm mic nhá. Cái line cắm mic bác chỉnh nhiều hay ít ở đây. Thấy chưa? Và cái tổng nó để nguyên thì cái line này nó sẽ có riêng biệt để chỉnh từng lỗ một bác nhá. Lỗ mic 1 đấy là FX1 là gì vật, FX2 là eco, được chưa? Đấy là cái điều kiện có eco gì vật thì hai cái nút ở trên một cái line bác cắm ấy là phải mở ra nhá. Thứ hai là hai nút này. Bác nhìn nhá. Đây này. Đấy, FX1 FX2 phải mở lên. Và cái thứ ba là bác phải mở hai cần lên. Đấy, mở cần lên. Được chưa? Thì em nói lại nhá, muốn có eco gì vật ấy thì bác phải nhớ là nó phải có là bảo là ba cái điều kiện mới có nhá. Thứ nhất là ở phần cái photo tổng này bác phải mở nhá. Và tất cả lúc này ấn hết xuống nhá, ấn hết xuống nhá.
Ấn xuống này. Phải mở lên. Đấy, FX1 là đại diện cho gì vợt, FX2 đại diện cho Eco. Phải mở lên nhá. Cái tiếp theo á, con này. À con này, đối diện từ lên lên này. Đấy, là phải mở lên. Nếu bác bạn về mo này là sẽ không có Eco gì vợt nhá. Được chưa? Đấy, như chú ý em. Và cái đèn này phải sáng này. Cái đèn này là nếu nó tối là cũng mất Eco gì vợt luôn. Đấy thì bốn nút này phải mở nhá. Và tiếp theo bác dùng ở line nào ấy, giả sử bác dùng line số 1 thì bác phải mở Eco gì vợt ở line số 1. Đấy, line số 1 là cái Eco gì vợt đại diện cho màu cam này, màu cam này nhá, màu đỏ này là băng là cân bằng hai vế để ở giữa, chứ để lệch nó sẽ mất loa. Được chưa? Đấy thì điều kiện cần đủ phải mở tất cả cái nút FX1 từ cái line mình cắm đến cái line trung gian này và line tổng này nhá. Và đèn là phải sáng. Đó, thì chỉ vậy thôi là xong. Thế còn cái nút này lúc này tổng này, bên tổng này thì khi dùng anh em để em tầm 0 dB. Đấy, đây này. Để tầm 0 dB với nhá. Ok chưa? Stereo này mà cổng ra là LR đây. Nhá, có loop này. Được chưa? Rồi, thì ngoài ra nhá. Ngoài ra ấy, nó chỉnh như vậy thì cái này nó có tất cả là 99 chế độ Eco. Eco là bên này này, F2 này. Đấy, EAF2 này. Là Eco thì em hay để chế độ 98. Còn gì vật quá nhá, là cũng 99 chế độ luôn. Là EF1 này. Đấy thì bác thích chế độ gì vật nào thì bác sẽ chỉnh như đây. Đấy bác nhá. Chỉnh đây. Thôi em hay để 5. Bây giờ em để 5. Còn cái nút này này là cầm bác nhá, cầm gì vật. Thấy chưa? Mute cầm gì vật. Cái nút này là tức là bác muốn dài ngắn bác chỉnh như đây này. Mà nhìn nhận nó chạy chưa? Đây này. Dài ngắn đây. Thì em có để cục với mà chờ cái để cục. Còn bác thích dài ngắn hay không là do các bác có thể tùy theo. Tức là từng cái chế độ một thì nhà máy đã đạp chỉnh sẵn rồi. Độ trễ với nhá, độ dài đấy, của gì vợt, độ dài của Eco thì bác có thể chỉnh lại theo ý mình nhá. Qua lúc Phara này, Master này, đấy cái này nút này chỉnh đại diện cho gì vợt. Cái này chỉnh Eco. Tức là có 198 à 199 chế độ Eco và 99 chế độ gì vợt thì mình từng chế độ một có thể can thiệp lại được nhá. Thì em hay để 598. Đấy thì đây là một cái máy sơ. Nó rất là tốt quá nhá. Đấy, có lẽ xét được đường súp rời được nhá. Đấy, ngầm bác nghe. Thế tại sao em nói em giải thích lại một tí nhá, nhiều bác chưa rõ đâu. Tại sao nó lại sinh ra cái đèn này quá nhá. Cái đèn này, đúng không? Giả sử là bác cắm một đây là một cái máy tính này. Đây bác cắm một cái điện thoại đúng không? Thế bây giờ bác đang chạy nhạc này đúng không? Bác chỉnh ngón anh nhành đào rồi. Cái folder này mình không muốn kéo nữa bác nhá, không muốn kéo xuống. Là nguyên này mà muốn tắt cái này đi, đúng không? Tắt cái đang chạy cái giờ chạy máy tính đi. Thì bác chỉ cần nhả đèn ra. Đấy, bác muốn chạy cái điện thoại bác chỉ cần sử này ấn vào nó chạy đúng không? Muốn tắt cái điện thoại nhả ra. Máy tính ấn. Đấy nhá. Tức là để cho mình tức là chỉnh sẵn rồi, không muốn chỉnh giọt nữa thì mình chỉ cần cầm tạm thời qua cái nút này. Cắt mạch của mình. Đấy, tiếng không? Và tất cả cái line đều có chức năng cắt. Tức là cầm tiếng tại chỗ bác nhá. Đây này. Ok chưa? Mà khuyên cáo mắc khi dùng cái line nào thì bật lên, đúng không? Còn không dùng thì tắt đi. Nó nhiễu không mày nó cái này nó lâu ngày nó sợ sẹt đúng không? Nó tác động nó sực 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 thì tắt đi bác. Dùng line nào bật đấy, còn cái line nhá bật này. Này bác nhá, line này bật thế này. Đấy. Eco gì bật thì bật này, nhạc thì phải bật lên nhá. Đấy mic thì cắm này là bật lên đấy. Thì đây những cái bàn mới tinh em nhập về bác nhá. Thế đi kèm với này bác nhá, để đánh sự kiện ấy thì bác nhớ này, không thể thiếu được nhá. Đây là nó là linh hồn rồi. Đây con cốt. Đấy bác nhá. Con cốt đây này. Con cốt này con cốt của DB 4 in 8 ao. Đấy, tức là 4 đường vào, 8 đường ra. 4 đường vào, 8 đường ra này. Độc lập nhá, ABCD và 8 đường ra. Thì ví dụ các bác mà muốn ấy, vừa ghép vào mixer vừa ghép vang số thì bên em sẽ cắm trực tiếp vào đây luôn. Nông vang số này và mixer này thì chúng ta không phải rút ra, rắc ra. Thấy chưa? Ok chưa? Bây giờ các bác mà muốn đi làm những show vừa vừa bác ngại không muốn vào mixer đi. Làm mỗi vang số đi hoặc là lúc nào mình đi đâu chơi ấy, mình vứt cái bộ hát cho anh em mình hát karaoke thì mình chuyển sang vang số ấy, thì tắt bàn mixer đi nhé. Và vang số cứ thế hoạt động thôi. Đúng không? Rất tiện lợi cho anh em luôn. Tám phòng ra. Và ngược lại nữa, bác muốn chơi muốn bạn mới chơi không thôi, muốn đánh súp riêng biệt ấy thì có thể là em sẽ xét bác nhé, cái đường súp riêng biệt, đấy chỉnh cho bạn mới chơi này, là súp to chứ bé mình sẽ chỉnh cho bạn mới chơi bằng hai follow này bác nhé, đây,
Đây folder này. Ok chưa? Con này con có DBL tích con nhá. DBL tích. Đấy. Mới đẹp đẹp luôn. DBL tích, con này nó là DB D408 4.83. Các bác có một con nhu cầu mua thì em sẽ áp sẵn về để chơi với nhá. 30 sơ có giá hơn 8 triệu tí nhá. Cái này có hơn 8 triệu. Mọi tin mua sắm phối ghép liên hệ với em số máy 0936 583 410. Thì bên em đầy đủ micro với nhá. Micro đủ này để làm sự kiện này. Rồi làm bàn mixer này, cốt số nhá. Rồi đẩy công suất, súp kép, súp đơn, loa sự kiện, tủ máy. Đấy, đầy đủ hết để anh em làm sự kiện. Chứ nhà em đủ các cái hệ thống máy, loa, súp để cho anh làm sự kiện. Cái bàn này thì nói thật bác, nó là bản nâng cấp của năm 2024. Tức là nó ra từ năm 2020. Nó thay thế cái bàn đi là cọp ấy. Còn này hay hơn lắm nhá. Đến bây giờ nâng cấp lần thứ nhất nhá. Bây giờ mới nâng cấp. Tức là sau 4 năm bây giờ nâng cấp. Trước này cái nút to hơn một chút. Bây giờ nó bé một chút bác nhá. So với trước. Đấy. Anh Nguyễn chào các bác nhá. Và cảm ơn bác đã theo dõi video này.